Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng hè là quãng thời gian để các em học sinh nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả, để các em vừa có dịp nghỉ ngơi, vừa rèn luyện sức khỏe và giao lưu với các bạn cùng trang lứa. Hàng năm, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học kỳ quân đội. Đây là các hoạt động trải nghiệm bổ ích đối với thiếu niên nhi đồng. Học kỳ quân đội cũng là một trong những điều mới mẻ để các em khám phá những điều thú vị khác hẳn với cuộc sống thường ngày. Đã thành thông lệ, vào kỳ nghỉ hè năm nay, tỉnh đoàn Bắc Ninh, Sở Giáo dục Đào tạo và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức chương trình học kỳ quân đội, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Với chủ đề Thép đã tôi thế đấy, các em tham gia chương trình sẽ được giáo dục về kiến thức quốc phòng, xác định trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng ý thức tự lập, tự rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Ngày đầu tiên tại Trung đoàn 833, cuộc sống của các chiến sĩ nhí đi vào nề nếp và khuôn khổ. Điều đó thực sự là rất khó khăn đối với những thiếu nhi chưa từng rời vòng tay gia đình. Buổi sáng, 5 giờ báo thức, và khi nghe tiếng còi của trung đội trưởng, mọi người đều chạy ra sân để tập thể dục. Ngày đầu tiên còn chật choạc, nhưng sau đó các chiến sĩ đã quen dần và cảm thấy sảng khoái khi được hít thở không khí trong lành vào các buổi sớm mai. Và chắc chắn ai cũng biết trật tự nội vụ ở trong quân đội phải gọn gàng, ngăn nắp. Bởi vậy mà dưới sự hướng dẫn tận tình của các anh chị tình nguyện viên, các chiến sĩ đã nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân của mình. Các bạn trong nhóm và đồng thời cũng giúp chúng em khỏe mạnh hơn được, và hơn hết là được vui chơi về mặt tinh thần, giúp chúng em có một mùa hè bổ ích sau một năm học căng thẳng. Hôm nay con cảm thấy rất là vui và phấn khởi vì được tham gia rất là nhiều chương trình và được hoạt động rất là nhiều các trò chơi. Quên sao được những bữa cơm bộ đội, dù không được ngon như cơm mẹ nấu, nhưng cũng làm ấm lòng các chiến sĩ nhí sau thời gian vất vả trên thao trường. Nhưng cũng chính nhờ những bữa cơm tập thể như thế này đã tiếp sức cho các chiến sĩ nhí có thêm sức mạnh để học tập, rèn luyện trong những ngày tại Trung đoàn 833. Một trong những hoạt động mới của học kỳ quân đội năm nay là khi tham gia khóa học, các chiến sĩ nhí đã được các chú cảnh sát giao thông giới thiệu về cách nhận biết biển báo giao thông, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về luật an toàn giao thông.
thông điệp an toàn giao thông để chấp hành và tuân thủ. Ngoài ra, trong buổi ngoại khóa, các chiến sĩ nhí còn được tham gia thi ghép tranh với chủ đề an toàn giao thông. Đây không chỉ là một hoạt động có ý nghĩa trong khóa học đợt này, mà còn là hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chương trình an toàn giao thông trong toàn tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo sự chuyển biến về văn hóa khi tham gia giao thông của thanh thiếu niên học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng ta là chiến sĩ, nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta yêu cuộc đời. Bạn hãy vui cùng những người lính trẻ rất yêu đời và luôn mơ ước mơ được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau. Sau buổi học này em rút ra được bài học là phải thực hiện nghiêm túc an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Một là đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, hai là không được vượt đèn đỏ. Sau bài học này, em gửi gắm đến người dân là phải chấp hành tốt các điều lệnh an toàn giao thông để tham gia giao thông. An toàn giao thông này rất là bổ ích, nó có thể áp dụng cho đời sống sau này đi an toàn giao thông hơn. Có nào những bài học khi giao thông trên đường thì mình lên phải có đội mũ bảo hiểm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo và kế hoạch của đồng chí giám đốc công an tỉnh, phòng BC08 của công an tỉnh và đảng ủy lãnh đạo công an huyện giao cho lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Gia Bình, thì chúng tôi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và nghị định 46 tới tất cả các em học sinh đóng trên địa bàn huyện. Ngoài ra, trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp với tỉnh đoàn đã tuyên truyền cho cái lớp các em học sinh dã ngoại và cái luật giao thông đường bộ. Thì trong cái buổi tuyên truyền này, mục đích chính của chúng tôi là nhằm cho các em tham gia giao thông một cách an toàn nhất khi tới trường cũng như là khi về nhà. Ngoài ra, chúng tôi đây cũng là một trong những hạt nhân để tuyên truyền tới gia đình, toàn thể bạn bè trong lớp để nhằm làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung và địa bàn huyện Gia Bình nói riêng. Xen kẽ những đợt huấn luyện trên thao trường, các chiến sĩ nhí còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi tập thể. Tất cả say sưa hòa mình vào buổi chiếu phim truyền thống, chơi trò chơi dân gian, học dân vũ, hay khi rung chuông vàng thì ghép tranh, đuổi hình bắt chữ và vào bếp cùng các chiến sĩ nhỏ thì làm vua đầu bếp hay học tập những kỹ thuật băng bó vết thương. Những ngày học trong học kỳ quân đội là những ngày nắng nóng, rất dễ những chiến sĩ nhí ốm. Nhưng dường như môi trường rèn luyện nghiêm túc đã giúp các chiến sĩ của chúng ta có một sức khỏe dồi dào để trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Sôi nổi và hào hứng nhất chính là phần thi rung chuông vàng, giao lưu và trải nghiệm cùng ảo thuật gia, thực hành sáng tạo đồ tái chế. Trò chơi này là giúp cháu biết được rất nhiều câu hỏi khó và lạ. Sau cuộc thi rung chuông vàng này thì em thấy nó vui, bổ ích và khiến cho em có thêm nhiều kiến thức và giao lưu với nhiều bạn hơn. Cảm nhận của con nay là đầu tiên thì con cảm thấy rất là run, nhưng mà con rất là vui sau khi là con chiến thắng được một giải thưởng rất lớn mà mang về cho các bạn. Ngoài những giờ chơi, làm quen với môi trường quân đội,
những bài học đơn giản như huấn luyện các tư thế vận động trên chiến trường, học các động tác võ thể dục tay không đã giúp các bạn ấy hiểu giá trị đạo đức của bộ đội Cụ Hồ và truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Giờ rèn luyện kỹ năng nhóm cho mỗi bạn thêm bài học về sự lễ phép, tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm. Từ đó hiểu hơn việc lập kế hoạch rèn luyện và kỹ năng làm việc nhà. Những buổi nói chuyện chuyên đề như kiềm chế và tạo động lực cho bản thân lại giúp mỗi bạn tự nhận thức, quản lý cảm xúc, quản lý thời gian, ứng phó với căng thẳng, kiên định và biết cách ra quyết định. Một số bài học khác giúp mỗi bạn biết chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bạo lực học đường, xâm hại tình dục, điện giật, đuối nước, tai nạn giao thông cũng như một số tệ nạn xã hội khác. Sau mỗi ngày học, các chiến sĩ nhí lại được nghỉ ngơi và trải nghiệm các khu vui chơi. Một trong số đó là việc trải nghiệm giáo dục và hướng nghiệp, trang trại giáo dục cánh buồm xanh. Đến với trang trại, các chiến sĩ nhỏ như quên đi sự vất vả của bao ngày luyện tập để hòa mình với thiên nhiên ở vùng làng quê ven đê đồng bằng Bắc Bộ, giàu truyền thống văn hóa. Với mô hình làng quê thu nhỏ, trang trại có đa dạng các loại cây trồng cũng như vật nuôi. Các chương trình hoạt động tại trang trại đa dạng, phong phú, kết hợp giữa văn hóa truyền thống với những trò chơi bổ ích, mang ý nghĩa giáo dục mà lại không kém phần thú vị, nuôi dưỡng tình yêu của con trẻ đối với thiên nhiên và những môn khoa học đời sống. Tại đây, các chiến sĩ nhỏ tha hồ vui chơi, tham gia vào các hoạt động mà mình yêu thích để có thêm những trải nghiệm quý trong những ngày tham gia khóa học kỳ quân đội.
con được làm những món mà bố mẹ con hồi xưa hay nấu cho con ăn, và con hiểu được cảm giác khi làm các món ăn như thế nào ạ. Con nấu lạc với thịt với cả rau. Con thấy lần đầu tiên con nấu cũng khá khó. Sau này về nhà con sẽ giúp bố mẹ nấu ăn trong gia đình. Chú đi dây trên mặt nước thì cũng không khó lắm, nhưng mà đi mỗi tội là hơi đau chân, tại vì đấy là dây tép. Thì cái thứ nhất là nếu như muốn đi qua đấy thì phải luôn luôn kéo dây về bên mình, chứ đừng để dây nó bay xa mình là mình sẽ hay bị ngã. Đây là những hình ảnh của các chiến sĩ nhỏ khi tìm hiểu và học tập, rèn luyện công việc của một chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy. Mỗi chiến sĩ nhỏ được cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh cung cấp hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc cháy và biện pháp phòng cháy đối với trường học, nhà ở, cách báo cháy và xử lý bước đầu tình huống cháy, cách xử lý khí ga bị rò rỉ. Ngoài ra, các bạn ấy cũng được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt lửa, thực hiện các động tác cứu người bị nạn, ứng dụng kỹ năng thoát nạn và tìm cứu người thoát khỏi đám cháy. Toàn thể các chiến sĩ của học kỳ trong quân đội đã nhiệt tình tích cực thực hành các kỹ năng cần thiết, cơ bản khi xảy ra, như kỹ năng dùng khăn ướt bảo vệ cơ quan hô hấp khỏi bị ngạt vì khói, kỹ năng tự cứu và cứu người bị nạn trong đám cháy, và một tình huống giả định được đặt ra khi có sự cố xảy ra đám cháy. Các bạn ấy được diễn tập thực tế ngay tại chỗ. Với sự hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy tận tình, dễ hiểu của các chú cảnh sát cứu hỏa, nhiều bạn đã thấy không còn sợ đám cháy. Rất nhiều bạn dũng cảm xung phong tham gia thực hành dập tắt đám cháy cùng với các chú cảnh sát cứu hỏa. Buổi hoạt động giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thực sự là một hoạt động cần thiết, gần gũi với đời sống hàng ngày. Và vì thế, bạn nào cũng hào hứng nhận ra rằng đây là buổi học kỹ năng cần thiết và rất thú vị. Hôm nay qua buổi phòng buổi học phòng cháy cháy là con rút ra được nhiều điều, là chúng ta phải biết phòng tránh chữa cháy cho bản thân mình ạ, với cả là phải biết giữ an toàn cho bản thân và cũng như gia đình và những người khác đi, và cũng phải không được bám theo những cái xe chữa cháy khác khi là những người đấy đang thực hành nhiệm vụ ạ. Qua bài học này, cái thứ nhất là con học được rằng là có thể bảo vệ mình trong đám cháy. Cái thứ hai là con có thể tuyên truyền với mọi người về cách để phòng tránh chữa cháy. Và khi ra ngoài con sẽ áp dụng cái công thức này để áp dụng vào đời sống thực của mình. Đây là lần đầu tiên cháu tham gia buổi huấn luyện này ạ. Và sau khi học cái buổi này thì nó đem lại cho cháu cảm xúc rất là thú vị và vui vẻ. Sau buổi học này cháu có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về thêm về lính cứu hỏa, là một số kỹ năng xử lý tình huống trong khi gặp cháy hoặc là xe cứu hỏa khi đi làm nhiệm vụ. Điều cháu mong muốn ở cái buổi tập hôm nay đó chính là mình sẽ biết thêm được nhiều kỹ năng và cách để xử lý tình huống khi gặp những đám cháy và những việc cần phải gọi cứu hộ. Cháu cảm thấy rất vui khi được một ngày được trải nghiệm làm lính cứu hỏa. Cháu cảm thấy nó rất hữu ích khi trong đời sống. Cháu được học những cách để phá công trường đang thi công bị hỏng. Biết cách vận bình phòng cháy chữa cháy. Tổ chức chương trình một ngày làm lính cứu hỏa với mục đích là truyền tải tới các em học sinh, các em thiếu nhi những kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng cháy chữa cháy, các kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra, các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp đám cháy trong cuộc sống. Với cách thức tổ chức thì đoàn thanh niên đơn vị cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo triển khai chương trình nhằm truyền tải tới các em những cái nội dung sinh động nhất, đưa ra cho các em các câu hỏi gần gũi và thiết thực trong cuộc sống, đưa ra những tình huống, những trò chơi vận dụng nhằm phát triển
cái sự sáng tạo mới mẻ của các em học sinh. Xen kẽ những đợt huấn luyện trên thao trường, các chiến sĩ nhí còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi tập thể. Sinh nhật năm nay có lẽ sẽ là một ngày sinh nhật khá đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên các chiến sĩ nhí có ngày sinh trong tháng 5 và tháng 6, được đắm chìm trong không khí ấm cúng, đoàn kết của tình đồng đội trong ngày sinh nhật của mình khi tập huấn xa nhà. Các chiến sĩ nhí tham gia học kỳ quân đội như xích lại gần nhau hơn. Mỗi người có một miền cảm xúc riêng, tạo nên những cung bậc xúc cảm của niềm hạnh phúc, hân hoan, được gửi gắm qua những lời chúc mừng đầy ý nghĩa của các đồng đội. Khi ánh đèn vụt tắt, chiếc bánh sinh nhật được đặt trên bàn, dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến, trong nền nhạc của bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên. Một thời khắc linh thiêng và ý nghĩa biết bao đối với 8 chiến sĩ nhí, những nhân vật chính trong đêm sắc màu này. Đêm sinh nhật chiến sĩ đầy ý nghĩa đã khép lại, nhưng dư âm của nó còn mãi trong tình cảm và trái tim của các chiến sĩ nhí và các anh chị tình nguyện viên. Bởi chương trình này như một sợi dây thắt chặt hơn nữa, tình đoàn kết giữa các học viên trong khóa học. Tình cảm ấy sẽ trở thành nguồn động lực để các em tiếp tục vững bước tiến lên, phát huy tính tự lập, sáng tạo và những kiến thức, những trải nghiệm của khóa học kỳ quân đội để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, người công dân gương mẫu của gia đình, thầy cô và xã hội. Em cảm thấy rất vui vì được tổ chức sinh nhật với các bạn, nhiều bạn ở các tỉnh khác nhau. Đây là lần đầu tiên em được tổ chức trong quân đội. Em mong ước lần sau đi tiếp. Hôm nay là lần đầu tiên con được tổ chức sinh nhật trong quân đội nên con rất là vui ạ. Con cảm ơn các cô chú và mọi người đã dành ra thời gian để tổ chức cho bọn con một buổi sinh nhật rất là ý nghĩa. Con mong là con sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị như thế này. Hành quân lên núi Hiệp Sơn, các chiến sĩ ở các trung đội nhanh chóng tập hợp để được theo dõi, thực hành mắc tăng võng và bếp hoàng cầm. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, những đoàn quân nối nhau hành quân ra trận, dù đó là người lính bộ binh, pháo binh, phòng không, dân công hỏa tuyến hay thanh niên xung phong. Trong hành trang của mình, lúc nào cũng có chiếc võng, tăng. Mỗi chặng dừng chân nghỉ đêm ở một cánh rừng, chân núi, hoặc ở một trạm giao liên hay ở trong nhà dân, điều đầu tiên trong suy nghĩ của người lính là tìm một chỗ ngấp võng ngả lưng để giữ sức khỏe trên đường hành quân. Bếp Hoàng Cầm là sáng tạo của anh nuôi trong quân đội những năm kháng chiến chống Pháp. Đặc biệt, bếp Hoàng Cầm được sử dụng rộng rãi tại các đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, kể cả dân công hỏa tuyến. Sau này, bếp được cải tiến, hoàn thiện và sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ như ở địa đạo Vĩnh Linh, địa đạo Củ Chi. Lợi ích lớn nhất của bếp Hoàng Cầm là tản khói trong khi nấu. Do đó, có thể nấu bếp ban ngày, ngay cả khi máy bay trinh sát của đối phương trên đầu không bị lộ khói lửa, kể cả khi đun củi còn ướt. Những bài học cơ bản, những kỹ năng trên chiến trường đã giúp các chiến sĩ nhí thêm hiểu biết hơn về cuộc sống và sự rèn luyện vất vả
của các chiến sĩ quân đội nhân dân vì sự bình yên của Tổ quốc. Hôm nay con đi hành quân thì con học được giới thiệu về bếp Hoàng Cầm và học cách mắc tăng vọng trong rừng. Con cảm thấy nó rất là bổ ích và có thể giúp ích sau này khi vào các hoàn cảnh khó khăn thì mình có thể sử dụng những cái này được. Qua buổi học này thì con thấy yêu các chú bộ đội nhiều hơn và thấy các chú rất gian khổ và mong muốn là sau này lớn lên sẽ bảo vệ đất nước. Một trong chuỗi các chương trình cốt lõi của học kỳ quân đội năm nay là bồi đắp thêm tình cảm về gia đình, tình yêu thương, kính trọng của con cái với cha mẹ, người thân. Đó cũng là những xúc cảm chan chứa yêu thương mà ai ai cũng dễ dàng cảm nhận được khi có mặt trong chương trình đọc thư Thay Lời Muốn Nói. Những dòng tâm sự được chia sẻ qua hàng trăm bức thư được gửi đi giữa các chiến sĩ và người nhà thể hiện tình cảm gia đình, tình thương cha mẹ. Những tình cảm đó đã khiến bầu không khí trong hội trường trung đoàn 833 như trầm xuống. Bởi với các em, sau những ngày trải nghiệm xa nhà ở môi trường tự lập trong quân ngũ, thì những dòng tâm sự chan chứa tình yêu thương của tình mẫu tử được chia sẻ trong mỗi lá thư là một bài học về lẽ sống, về tình cảm gia đình, là những câu chuyện mang đầy xúc cảm. Nước mắt đã rơi trên những khuôn mặt thơ ngây của các chiến sĩ nhí. Nhưng đó là những giọt nước mắt của nỗi niềm cảm xúc chân thành từ sâu thẳm con tim. Giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Quên sao được những bữa cơm bộ đội, dù không được ngon như cơm mẹ nấu, nhưng cũng làm ấm lòng các chiến sĩ nhí sau thời gian vất vả trên thao trường. Nhưng cũng chính nhờ những bữa cơm tập thể này đã tiếp sức cho các chiến sĩ nhí có thêm sức mạnh để học tập, rèn luyện trong những ngày tại trung đoàn 833. Điều đặc biệt hơn đó là các em còn trực tiếp tham dự cuộc thi vua đầu bếp để chế biến một bữa cơm cho gia đình. Mặc dù với nhiều em, đây là lần đầu tiên thể hiện thi tài nấu ăn, nhưng với sự giúp đỡ của các chiến sĩ bộ đội và các bạn cùng chơi, các em cũng đã thực hiện thuần thục các công việc của một người nội trợ trong gia đình như nhặt rau, rang thịt hay rán trứng. Qua buổi nấu ăn hôm nay thì con cảm thấy vui khi được học nấu các món ăn ngon. Qua những ngày cảm học ở đây thì con cảm thấy mình vui và được thêm bạn mà con được trưởng thành hơn. Con biết giúp đỡ bố mẹ giặt quần áo, nấu cơm và nhiều việc khác. Qua buổi nấu ăn này con đã sáng tạo ra những món lớp con đã sáng tạo ra những món ăn ngon và bổ ích. Qua thời gian ở trong học kỳ quân đội, con thấy trưởng thành hơn và biết làm được nhiều thứ hơn. Về nhà con cứ bố mẹ. Học kỳ trong quân đội tỉnh Bắc Ninh năm 2019, với việc 8 ngày trở thành chiến sĩ nhí, các em đều cùng chung một niềm vui. Vui vì sẽ được trải nghiệm một hành trình mới. Với các chiến sĩ nhỏ, đây là hành trình khám phá,
và thử thách bản thân. Với người thân của các bạn ấy, đây là hành trình dõi theo các chiến sĩ của cả gia đình hoàn thành chương trình rèn luyện, dù vui nhưng rất mới lạ so với cuộc sống hàng ngày của các bạn ấy. 8 ngày của mỗi chiến sĩ là những hành trình vô cùng thú vị ở các mảng, lĩnh vực khác nhau. Các bạn được học, được rèn luyện từ những việc cơ bản nhất như sắp xếp đồ đạc, gấp gọn chăn màn, tuân thủ giờ giấc, đến các hoạt động thiết thực hơn như phòng cháy chữa cháy, băng bó, cứu thương, và các hoạt động vui chơi như thi rung chuông vàng, giao lưu và trải nghiệm cùng ảo thuật gia, thực hành sáng tạo đồ tái chế. Sau khi tham gia học kỳ quân đội này, em thấy học kỳ quân đội này giúp cho con người ta biết cách sống tự lập và cách sống nghiêm túc hơn. Ở đây thì cháu học được rất nhiều điều từ các chú bộ đội, các em biên phòng, các chú rất tốt và cũng giúp cháu nhiều điều từ các sắp xếp nội vụ đấy là sẽ giúp ích cho cháu trong mùa hè và trong cả năm học sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được những năm vừa qua. Thì năm nay chương trình học kỳ trong quân đội Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bắc Ninh khóa 1 đã thu hút được 132 cháu trên địa bàn tỉnh và các cháu địa bàn lân cận Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương. Chương trình năm nay được xây dựng trên các mảng là giáo dục chính trị tư tưởng về truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống lực lượng vũ trang của tỉnh Bắc Ninh. Và giáo dục pháp luật thì ban tổ chức đưa vào chương trình giáo dục an toàn giao thông đường bộ, giáo dục về luật và quyền hạn của trẻ em, trang bị các kỹ năng như kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống cứu nạn. Ngoài ra bên cạnh đó thì còn thiết kế các cái chương trình sân chơi như rung chuông vàng, vua đầu bếp và trải nghiệm thực tế vườn sinh thái ở ngoài lội. Theo đánh giá của ban tổ chức chúng tôi thì năm nay các chiến sĩ ngoan và thời tiết ủng hộ trong khóa 1, thời tiết ủng hộ nên kết quả rèn luyện, học tập cũng như là sinh hoạt của các cháu năm nay đạt thành tích tương đối cao. Qua 8 ngày trong khóa học, được rèn luyện trong môi trường quân đội, các chiến sĩ nhí đã thực sự trưởng thành hơn và trang bị được nhiều kỹ năng sống. Từ cảm giác bị gò bó, ép buộc vào khuôn khổ, các em đã tiếp tục hành trình được ý thức tự giác trong sinh hoạt và học tập. Trong cái nắng cái gió thao trường, tất cả các em, các chiến sĩ nhí đã tự tin vượt qua thử thách trong 8 ngày sống trong quân ngũ. Học kỳ quân đội đã trở thành hoạt động bổ ích trong dịp hè, giúp các em trưởng thành hơn, tự lập hơn và sống có kỷ luật hơn. Đặc biệt, giúp các em, những thiếu nhi quê hương Kinh Bắc văn hiến, khoa bảng, hiểu rõ về những người lính, những người đang ngày đêm cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những con người ấy, cuộc sống và nhân cách của họ chính là tấm gương sáng để các chiến sĩ nhỏ noi theo. Chiến thắng.
bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã được hưởng cùng nhau vai vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Đường đến những ngày vinh quang còn đường.